Thế nào hả mình? Ôi giời ơi, đồng người lắm. Có dọa không? Có đánh mình không? Không, sao lại đánh mình dọa? Họ nhiều lắm, đông người lắm. Hình như là toàn nhà báo nhà đài ấy. Họ đưa phi cô vào mồm mình nhé. Không là thẩm bắt mình kể chuyện nhé, xong họ ghi chép nhé. Tức là kiểu như là phỏng vấn ấy. Thế họ hỏi mình cái gì? Hỏi nhiều lắm, không nhớ được. Thế họ có hoan nghênh mình không? Mình ơi. Hả? Mình ra đây sống tôi bao nhiêu năm rồi, mình vẫn giữ cái tiếng địa phương. Hoan nghênh là cái gì? Hoan nghênh nhé. Chả có ai hoan nghênh. Có lúc mà đang nói hàng máu nó bịt mồm, nó vẻ quạt cánh tay nó tống đà đi. Sao họ lại làm thế với mình? Chả hiểu. Thế thì thôi vào chuẩn bị quần áo đi. Tôi lại đi đi. Đi đâu? Sao phải đi? Hả? Đi đâu? Lại đi trốn tiếp, còn đi đâu nữa? Sao lại phải trốn? Vẫn sợ thì phải trốn. Này, làm sao mà phải sợ? Sợ ai? Sợ mấy cái tay thầu tay dầu á? Ừ. Mình sợ người ta 2 năm nay, mình trốn 2 năm nay rồi. Thế mình định trốn cả đời à? Chả nhẽ là trốn cả đời à? Đúng rồi. Thôi, em bảo này, mình có nhà có cửa, có vợ có con, ở nhà với vợ con, không phải đi đâu cả. Đúng rồi, mình có nhà có cửa, ừ, có vợ đẹp, con khôn. Nếu mình cứ bỏ đi mãi thì con quên mặt bố à, vợ để mốc à. Ở nhà với em, đứa nào đến đây bắt nạt mình, có em. Ôi, nhìn vợ kìa, có em. Ôi, vợ mình dũng cảm thế này, chả nhẽ mình cứ đi trốn chui trốn lủi mãi à. Thôi, quyết định ở nhà. À, đây rồi, anh Tốt đây rồi. Cả xã mới có mình anh Tốt đấy. Giữ anh ta lại. Không, không, anh ta lại. Ôi, chị ơi, đây, tôi là người tốt như chồng cô mà. Phe ta cả lắm mà. Em có làm gì đâu. Hả? Im bộ. Tại sao ai cho phép đi xe đạp mà lại đội mũ bảo hiểm? Đây là bình đẳng trước luật giao thông nhá. Người đi xe máy, người ta được phép đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cái đầu. Thế tại sao người đi xe đạp lại không được phép đội mũ bảo hiểm? Hả? Tôi hỏi anh nhá. Nếu mà tôi không đội mũ bảo hiểm, nhỡ cái anh xe máy anh đội mũ bảo hiểm anh đâm vào người tôi, thế chẳng may tôi ngã đập đầu xuống đất, đập đầu vào vỉa ba toa, có phải là tôi hy sinh không? Im mồm. Như thế không phải là hy sinh, mà như thế gọi là đập đầu chết tươi, hiểu chưa? Đầu chết tươi. Anh đội mũ bảo hiểm không phải là để bảo vệ, mà là để che giấu một cái gì đấy với lý do khác. Chả có lý do gì khác cả. Tôi đội mũ bảo hiểm chẳng qua là tôi bảo vệ cái thủ cấp của tôi thôi. Đừng có lý do. Đội mũ bảo hiểm mà đi xe đạp thế này người ta tưởng bị thần kinh. Có đội một cái chứ 10 cái cũng không bao giờ che được đâu. Nó thòi lòi ra cái mũi to thế kia làm sao mà che được hả? Anh RVT. RVT là gì? RVT không biết là gì. Là gì? Tên cha sinh mẹ đẻ của mình mà không biết là gì à? RVT là gì? Là gì? Rất văn tốt. Thế anh là ai mà biết tôi là rất văn tốt? Anh là ai? Nhìn mặt thằng đỡ này đi. Nhìn cho kỹ vào. Tôi dân giang hồ xã hội nông. Được chủ hầu, anh hầu và anh giàu thuê đến đây để thanh toán anh. Vì can cái tội là gì? Tố cáo anh thầu và anh giàu rút ruột công trình, hiểu chưa? Riêng cái tội đấy nhá, xin lỗi cuộc đời nhá. Trời ơi, tôi nói cho anh biết này. Tôi chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng mà chỉ có vợ con tôi khổ thôi. Mà tôi nói luôn này. Im! Cho nói lời cuối cùng. Nói! Anh ạ, bây giờ thế này nhá.
anh muốn bắn tôi hay anh muốn đâm tôi, giết thế nào cũng được. Ừ. Nhưng mà anh bắn hay anh giết thì bắn vào cái chỗ mà không cần thiết ấy nhá. Còn lục phủ ngũ tạng của tôi đã hiến cho ngành y rồi, để họ thay thế cho những bệnh nhân nghèo. Sao anh lại khóc đấy ạ? Anh ơi! Ôi dồi ôi, anh ơi! Sao thế anh? Em đây! Em thằng? Rồi thì nợ! Úi giời ơi! Tội thì nợ đấy à? Em! Ôi! Sao cô chưa đi trốn thì cô cứ quanh quẩn bên tôi làm cái gì? Anh ơi, em không trốn được. Trốn mà chỉ có mỗi một mình em đi thì em cô đơn lắm. Em nghe thì anh nói là anh hiến lục phủ ngũ tạng của anh cho người nghèo. Em càng thương anh hơn anh ơi. Thôi, cô tội thì nợ ơi. Cô đi trốn ngay đi. Không, tôi nhìn thấy cô, tôi lại thèm. Ôi anh ơi, người em đây, đây, anh muốn làm gì anh làm đi. Tôi đừng vớ vẩn nhá. Tôi làm gì người cô? Tôi nói là tôi không nhịn được, tôi thèm là thèm cái khác. Tôi thèm là thèm tố cáo cô với chính quyền. Là cô là thụt quỹ của nhà nước nhá. Cô muốn tôi ra phường, tôi tố cáo tôi. Hả? Ôi anh ơi. Tốt nhất là cô đi, đừng có quanh quẩn ở đây nữa. Anh ơi em xin anh, đừng tố cáo em anh à. Thôi anh đi cùng với em đi. Ai lại bỏ em một mình cô đơn thế này à anh? Không có anh em làm sao mà nỡ lòng nào đi một mình à anh? Thôi đi cùng với em anh nhá. Thôi, tôi không đi một mình với cô. Tôi về nhà rồi. Tôi về nhà, tôi sống đàng hoàng rồi. Đây này, nhìn này, về lâu lắm rồi đấy. Này, đi mua rượu về liên hoan này. Đấy. Anh ơi, anh về rồi à? Ừ. Ô chứ không đi trốn nữa. Không trốn nữa. Ô chứ bọn đấy nó không tìm anh để đánh giết hiếp nữa. Tìm gì? Tôi đi trốn như thế thì chỉ có vợ con tôi khổ thôi. Mà cô thấy đấy, nhá, vợ con tôi sống đàng hoàng như thế, hy sinh như thế, mà tôi là đấng nam nhi mà lại cứ phải đi trốn chui trốn lủi, thấy có nhục nhã không? Tốt nhất là đi về nhà. Ôi anh ơi, anh ơi em xin anh, em không muốn đi tù một mình đâu. Anh đi cùng với em đi, vào trong đấy có anh có em, hai đứa chúng mình cùng vui trong tù cũng được. Cô bị dở hơi, đi tù để cho nó vui à? Đi tù để có anh có em à? Anh ơi, thôi thế này đi, ý kiến của em này, hai chúng mình ý, bỏ đi, chúng mình cũng không cần tiền, không cần gia đình, không cần họ hàng bạn bè đâu, hai đứa chúng mình sẽ xông pha giang hồ. Anh giống như là Dương Quá, em là Hoàng Dung. Còn anh lại là Quách Tỉnh, em là Tiểu Long Nữ. Hai đứa chúng mình sẽ chui vào một cái hang động. Chúng mình ở với nhau như là những tiên đồng và ngọc nữ. Không cần ăn cơm, chỉ cần uống nước suông thôi, uống nước suối tiên. Xong cũng không cần phải mặc quần áo gì. Thôi, đừng có mà bày vẽ ra cái chuyện linh tinh nhé. Cô toàn là. Tôi nói cho cô nhé. Tôi không đi với cô. Nhá. Cô mà không đi trốn bây giờ là tôi hô hoán bây giờ đây. Ôi anh ơi em xin anh đi với em đây lần cuối cùng, em xin anh để em đi lang thang này, mỗi mình em khổ thật em, rồi anh đi đâu cho em đi với. Cô bỏ tay à? Em thấy anh ơi. Cô bỏ tay anh không? Em xin anh mà, em xin anh. Không bỏ tay là tôi hô đây này. À, em xin anh ơi, em xin. Vẫn xin anh. Mà. Vâng em xin anh. Bớ người ta, bớ. Bỏ là đi đấy. Đi không đi thì thôi nhá. Để cho con này tự đi nhá. Bỏ ngay cái kiểu đấy đi nhá. À khó. Anh giỏi. Ôi ông Minh ơi. Này ông Minh. Đủ từ đủ ngữ, bố cục đẹp, nhưng mà sai nghĩa rồi. Sai là sai như thế nào? Đúng là ông thần kinh. Ai lại? Sao ai cũng bảo mình thần kinh là thế này? Mình vẫn đọc được chữ đàng hoàng nhá. À, gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc. Bây giờ gia đình có hai con vợ thì hạnh phúc làm sao được? Nếu mình không thần kinh thì có lẽ là cái khẩu hiệu này dở hơi. Dạ, cháu chào cô Dần ạ. Cô dạ, Dần. Chào cô Dần, nhìn thấy cái khẩu hiệu kia có dở hơi không?
gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc. Khẩu hiệu xin đẻ kế hoạch đấy anh Tốt ạ. Ôi, khẩu hiệu xin đẻ kế hoạch ạ? Ừ. Ôi, thế đúng cháu thần kinh rồi. Sao thế ạ? Cô cũng sợ cháu là thần kinh à? Không, cô gặp cháu cô cười đấy chứ. Cô cười là sao? Cô run rơi cả chầu ra ngoài đấy. Không, cần gì? Cô nhè ra đi chứ có phải sợ cháu mà rơi đâu. Thế cô cũng sợ cháu bị thần kinh giống như cả làng này. Ai nhìn thấy cháu cũng xa lánh. Ai nhìn thấy cháu cũng bảo cháu là thần kinh à cô? Cô hỏi thật nhé. Dạ. Có phải cháu thần kinh thật không? Thần kinh nhá. Cháu thần kinh thì biểu hiện nó thế nào hả cô? Biểu hiện của thần kinh là những cái việc gì không ai làm được. Những người khỏe mạnh, bình thường, không bao giờ làm, không bao giờ dám làm. Thì cái người ấy làm. Thì người thần kinh là? Ừ. Cụ thể là như nào? Cụ thể như là cái cậu ở đầu làng ấy kìa. Vâng. Cậu bị thương, đạn vướng trong đầu, không lấy ra được. À. Thế là cậu bị thần kinh. Mấy hôm cậu lại bế cái thằng con trai nhà cậu ấy, 10 tuổi rồi, dìm xuống bể nước. Ủa. Thế là cứ sắc 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 sắc. Nó sắp chết rồi cậu mới bỏ ra, nó sợ quá nó hét lên. Thế là cậu cười khinh khách. Đấy, ai làm được không? À, thế là... Còn cái cô cuối làng kia nữa, năm nay hơn 40 tuổi. À. Nghe nói đâu là cái cô ấy hồi 20 tuổi, yêu một anh ở thành thị giàu lắm, vâng. Sắp cưới rồi, tự nhiên anh ấy bỏ. Thế là cô ấy bị thần kinh, vâng. Tụ tuột hết quần áo, chưa nhậu ấy, cứ ra đường, thấy đàn ông là ôm, hôn. Đấy, bình thường ai làm được? À, thế là khi bị thần kinh, thế là cứ cởi hết quần áo ra, nhìn thấy đàn ông là vồ lấy ôm. Ừ, đấy. Ồ, thế nhưng cháu hỏi cô nhá. Thì cháu có cởi quần áo cháu ôm đàn ông đâu. Thì cháu có dìm con cháu xuống nước đâu. Tôi không bảo cậu làm những việc ấy. Nhưng cậu làm những việc mà người bình thường không ai dám làm, không ai làm được mà cậu làm. Thế là cụ thể là việc gì ạ? 2 năm trước ấy, cái ông thầu ấy, cậu vâng. Phát hiện ra ông tham ô. Ông rút lõi của cái công trình xây dựng là 3 tỷ. À. Đấy, người bình thường có làm được đâu. Thế mà cậu làm. Cháu đi tố cáo. Thế có nghĩa là cháu bị thần kinh. Ôi trời, ông thầu lại mang một cái phong bì dày như này. Vâng. Đến nhà cậu đưa cho vợ cậu phải đến 10 triệu ấy. Ôi cả làng này à, có nhiều nhà nằm mơ ông chả thấy được nghi tiền, nhưng vợ cậu lại không lấy. Đấy, nhà ai làm được việc ấy? Thế mà vợ cậu lại làm. Thế rồi quá hóa ra vợ cháu cũng bị thần kinh à? Đấy, làm người ta đồn là vợ cậu đây là cậu cái bệnh này là bệnh lây nhiễm, cho nên là người ta tránh xa. Mới lại người ta bảo cậu 2 năm nay cậu cứ đi vẩn vơ ngoài đường này, có hôm lại còn liếm cả lá ngoài chợ. Đấy, người có gia đình, có vợ con, ai người ta làm thế? Chỉ có người bất bình thường mới làm, người thần kinh mới làm. này, cái nhà cô Tốt này nhìn thế này thôi chứ mà giữ giả phép làm chúng tôi sợ khiếp cả vía, ướt như chuột. Chính là do chúng tôi thiếu trách nhiệm, cho nên mới để bọn xấu lộng hành, cho nên người tốt nó phải chạy trốn. Dạ, phải. Chị ơi, đấy là do lãnh đạo là luôn luôn sợ bọn xấu. Dạ không, ý em muốn nói là do ban lãnh đạo hơi thiếu kiên quyết một tí, cho nên là bọn xấu nó mới lợi dụng cơ hội, nó đàn áp người tốt, khiến là anh Tốt chồng chị là phải bỏ trốn ấy. này. Này, bản lĩnh của chị Tốt mà khiến đàn ông chúng tôi phải chạy xa. Tôi phải xin lỗi cô Tốt và xin lỗi tất cả người tốt trong xã này. Và tôi xin hứa là bây giờ người tốt là phải được ca tụng, đúng. Được biểu dương, đúng. Chứ người tốt không phải đi chạy trốn nữa. Riêng vấn đề này là phải ca ngợi động viên anh ạ. Đúng. Để mọi người còn thi đua nhau trở thành người tốt chứ, đúng không ạ? Đúng rồi chị ạ. Các bác ơi, cho em xin ạ. Các bác đừng làm ầm ĩ lên như thế. Ôi dồi ôi, thế thì em sợ lắm rồi. Sao lại sợ? Cô mà cứ sợ như thế thì còn ai dám làm người tốt như chồng cô nữa? Đúng. Cô phải tự hào vì có một người chồng tốt như thế. Đúng. Phải làm cho mọi người cũng thèm được như anh ấy. Cực kỳ đúng. Chị phải thấy tự hào, thấy hãnh diện vì chồng chị là một ngôi sao. À đúng rồi. Tôi sẽ đề bạt cậu ấy là cán bộ ủy ban xã. Đúng rồi. Hay quá nhỉ. Đúng. Cán bộ xã ấy ạ. Đúng rồi. Thôi, chồng em không làm được đâu ạ. Sao lại không làm được? Chị không phải lo, không phải sợ. Cứ theo em nhé, chỉ dăm 3 bữa là làm được tuốt. Đúng rồi. Bây giờ tôi quyết. Dạ. Cậu ấy sẽ về làm cán bộ ở xã ta. Dạ, em ủng hộ. Tôi sẽ điều cậu ấy về ban văn hóa xã. Tấm gương người tốt, việc tốt của cậu Tốt ấy. Dạ. Là một tấm gương sáng của văn hóa xã ta. Dạ, đúng rồi. Văn hóa xã ta sẽ trở thành một cái xã văn hóa. Dạ, đúng rồi. Từ lúc đấy là cấp trên mới để ý đến mình. Đúng rồi. Sẽ cho mình dự án này. Đúng rồi. Rút kinh phí này. Đúng rồi.
cần nhiều tiền tài trợ. Cho đất nước sách đổ xuống bạn hả? Thế thì cả nước sẽ biết đến xã Tích Đức của chúng ta. Đúng rồi. À, cụ Tốt về chưa? À, đây này, đây này. À, đây anh Tốt đây rồi. À, xin chào. Ôi, chào bác chủ tịch. Chào anh Công. Chào bác phó chủ tịch. Này, anh Tốt này. Dạ. À, xin chúc mừng tân cán bộ xã. Tân gì ạ? Cán bộ văn hóa xã. Tôi vừa đề cử anh ấy làm cán bộ văn hóa xã.